mấy tuần rồi thì mới lại có một con hàng 2,5 mùa cho anh em ơi. Giờ đi kiếm chim mà nó ngon thì quá là ít anh em ạ. Giờ đi tuyển chim, nếu mà tuyển chim vớ vẩn thì nó rất là nhiều anh em ơi, chim thải các thứ rất là nhiều. Nhưng để kiếm một con hàng sạch các thứ thì mình mất công đi và rất là nhiều lần anh em ạ. Chứ không phải anh em cứ lên các kênh mà anh em thấy là đăng nhiều chim một clip thì em thật là không có chim ngon đâu anh em ạ. Xin chào anh em nhá. Mấy hôm nay rồi mới tuyển một con hàng sạch cho anh em, chim của dân anh em ạ. Con này được tầm 2 vụ rưỡi anh em nhá, lông mới vừa xong. Con này thì đang mới bắt đầu vào lửa rồi, anh em cùng theo dõi clip để đảm bảo anh em mê luôn anh em ạ. Đấu ché cực kỳ gắt, con này thì hàng sạch, chim chưa khai thác giàn giáo gì anh em nhá. Nên cậu khá là ok. Con chim này nó chơi nó khiếp lắm anh em ạ. Anh em cùng theo dõi nhá. Bản thân em Tuấn đi mua lúc nào mua giá cực kỳ cao cho người dân, nhưng quan trọng là không có chim ngon để mua anh em ạ. Rất là nhiều anh em gọi hỏi em thì đặt chim như này kia thì em mới mua thì em không nhận anh em ạ, vì không có anh em ạ. Nếu mà người khác người ta cứ nhận ngay, nhưng quan trọng người ta tuyển những con chim mối rồi cho anh em thôi anh em ơi. Đây anh em ơi, con chim này 2,5 mùa. Con chim này thì chim sạch, chưa khai thác giàn giáo gì anh em nhé, chỉ chơi xung quanh nàng các thứ vài lồng hoặc là độ chục lồng thôi anh em ạ. Thì đây thì hôm nay em đến sang lồng và người ta đưa đi test ở xung quanh làng ấy, test mấy con, chơi được một lúc con này nó đè, nó dí, nó đè cho xù lông luôn anh em ạ. Đây con chim này bất đấu, nhưng anh em phải hiểu là con này nó đè cho xù dụ xù cái bộ luôn, mất bộ luôn anh em ạ. Chim cực kỳ gắt anh em ạ. Một con chim này nó vừa mới xong lông thôi, nó đang chuẩn bị anh em về siết nắng siết lực là ok anh em nhé. Nói chung khí thì cực kỳ yêu thương cho anh em rồi. Đây anh em nhìn chưa, nó chơi cho đè cho xù như quả bóng luôn anh em ạ. Con này nét nó găm chim anh em nhé, con này khá là ít nền vanh. Đây anh em nhìn chưa, hai con này nó đều đè cho xù như quả bóng luôn. Con này thì không tật nỗi gì anh em ạ, thuần tầm khoảng 85% rồi. 2 vụ rưỡi, bộ khá là ok. Hầu bò anh em nhé. Đòn dài anh em ạ. Bộ đẹp. Nói chung là chim đánh rất là găm anh em ơi. Chim sạch chưa qua khai thác giàn giáo gì, cho anh em về chăm và khai thác anh em ơi. Nói chung là giờ muốn đi kiếm những con chim sạch này không chịu khó đi và không có người giới thiệu thì không bao giờ mua được anh em ạ. Hàng giờ đến nhà dân nhiều con hàng thải anh em mà có nghiện nhìn mới biết được. Còn nếu mà anh em mà kiểu sang là mới chơi rồi chơi chưa sâu ấy mà cứ thấy là người ta đến nhà dân mua ấy, em khẳng định cho anh em là mất nhiều hơn được anh em ạ. Mình đi test chim nhà dân mình có kinh nghiệm rồi anh em ạ, chứ không phải là đến mình xem chơi hăng là mua đâu. Như em Tuấn này, khi mà em đi test chim dân ấy, không bao giờ em test ở nhà người ta, em phải bảo người ta mang ra chỗ khác, thay em thay lồng của em luôn và bảo người ta sang chỗ khác xem nó con chim nó như nào anh em ạ. Chứ ở nhà nhiều khi anh em phải nó chơi thung các thứ thôi anh em ạ. Đây em phải sang lồng mới này, xem nó có lạ không và em đi cho đi test ở chỗ khác, cho sang nhà khác test anh em ạ, chứ không phải test ở nhà người ta đâu. Test nhà người ta anh em mang chim vài trăm triệu tiền tỷ đến nó vẫn chơi bình thường, nhưng có khi nhiều con anh em phải ở sang nhà khác ấy, là nó bỏ đấu luôn anh em nhé. Nên là khi mà anh em đi bắt chim anh em phải có kinh nghiệm, còn không thì anh em nên tìm chỗ uy tín, người có kinh nghiệm mà anh em mua anh em nhé, tránh mất tiền oan anh em ạ. Đây em lay vừa em cho đi chơi tầm tiếng rưỡi ấy, về nhà treo ra ché ở Mỹ luôn anh em ạ. Nói chung con chim này thì nó mới bắt đầu vào lửa thôi. Về anh em lên cắm ngon ngon chút và siết nực siết nắng là ok anh em nhé. Chim 2,5 mùa anh em ạ. Anh em nào cần mộc thì anh em vui lòng đợi tầm 2-3 hôm nữa nhé. Nay em đi test thì chim nó cũng kém, mộc nó cũng kém nên em không bắt anh em ạ. Tuyển được mỗi con chim 2,5 mùa này thôi. Rồi ok, anh em nào yêu thì anh em cứ alo cho Tuấn Hải Dương nhá. Anh em nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ em Tuấn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ạ. À quên mất, nó bên lồng bên phải anh em nhé. Vẫn cái lồng bên phải này, anh em nhìn nó từ đầu đến cuối nó chỉ một lồng thôi anh em ạ.